Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết bố thí ba la mật đa cũng vô sở hữu, bố thí ba la mật đa vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu, vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu, vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu, vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy, hoặc bố thí ba la mật đa, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa lần lượt cũng vô sở hữu. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu, vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu, vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu, vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy, hoặc tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết pháp không nội cũng vô sở hữu, pháp không nội vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu, vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu, vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu, vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy, hoặc pháp không nội, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh, tự tánh lần lượt cũng vô sở hữu, pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh, tự tánh vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu, vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu, vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu, vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã cho đến người thấy, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết bốn niệm trụ cũng vô sở hữu, bốn niệm trụ vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu, vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu, vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu, vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình.
Vì sao? Này thiện hiện vì ngã cho đến người thấy hoặc bốn niệm trụ, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp. Như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lần lượt cũng vô sở hữu. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu. Vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu. Vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu. Vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nhân duyên này nên nói đại thừa có khả năng dung nạp pháp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Này thiện hiện vì ngã cho đến người thấy, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp. Như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Thế quyển thứ 418.